Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Sutiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Ở trong tập trước ấy, các bạn có chỉ Lộc là cuốn sách đâu rồi? Cuốn sách nạp nhanh này để ép vô cây nỏ ấy. Mà bây giờ mình chưa có đủ nguyên liệu để craft cây nỏ cơ mà. Nhưng mà trước tiên mình sẽ nấu một ít đá lên cái đã để mình làm cái lò nung ấy, tại vì các bạn chỉ là nấu đá lên hai lần nó mới được ấy các bạn. Ok, giờ mình sẽ nấu thử đá lên nhá. Này, mình cũng có nấu thêm sắt để làm mấy cái công cụ mới các bạn. Rồi, giờ mình sẽ làm một cây cây cúp sắt mình có không ta? Ồ, mình chưa có cúp sắt nữa, mình có cúp kim cương rồi. Vậy là mình sẽ dùng dùng cây rìu đi, rìu sắt trước nha các bạn. Đó, rồi một cây rìu sắt thôi để mình chặt cây ấy. Đây. Ồ, mình được hai cục đá này. Đó, mình nung tầm 3 cục đi rồi mình sẽ nấu đá thêm nữa nha. Đổ ở đây đi. Rồi cho nó nấu đá lên. Đá nó bây giờ còn nấu lên được một lần nữa à. Hồi phiên bản 1.13.2 các bạn thì nó không có nấu được đâu, bây giờ còn nấu được này. Đá mịn á. Ok, nó mở công thức rồi kìa các bạn. Thì ra là vậy. Hey, giờ mình tìm công thức nào. Cái lò đây, lò luyện kim các bạn à. Vậy là cần 5 cái pho sắt này, một cái lò nung và 3 cục đá mịn. Rồi vậy là mình đủ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ craft nha. Mà quên, mình còn thiếu một cái lò này. Mình craft một cái lò trước đã. Rồi có cái lò đặt ở đây và 5 cục sắt, 3 cục đá mịn. Cái này mới là lò luyện kim nè các bạn. Vậy là mình có được 3 cái lò mới rồi. Mà cái lò này, cái bàn này chưa có sử dụng được đó các bạn. Vậy giờ mình sẽ thử bỏ vô đây nha. Lấy sắt ra. Mà sắt mình nấu hết rồi. Cái này lấy ra đi. Mình còn nấu được một món nữa nè. Chắc mình nấu củi lên đi các bạn. Đi làm than ngay. Vậy. Rồi bây giờ thì cắt cái này vô thôi. Tập hôm nay Lộc sẽ đi bắt cừu các bạn à. Cũng như bắt đầu chăn nuôi ấy. Lộc sẽ lấy thêm một ít lúa này. Rồi một ít lúa mì luôn. Rồi đi tìm mấy con cừu cũng như là bò nha các bạn. Mà quên đó, mấy bạn chỉ là có thể nấu cá lên ăn ấy. Ok, giờ mình sẽ nấu cá lên ăn thử nha. Đặt lên cái này nè các bạn. Vậy. Đúng chắc cắm trại luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ đợi coi bao lâu thì nó mới chín nha. Tính ra mình nấu như vậy thì mình không cần nhiên liệu luôn các bạn à. Mình chỉ cần đặt lên đây nè. Vậy là sau này nấu nướng thì khỏi có than cũng được các bạn. Nãy giờ mấy giây ta? Cũng hơi lâu á các bạn à. Nó lâu hơn cái lò trong kia nhiều luôn. Nhưng mà không sao đâu, tại vì cái này đâu có tốn nhiên liệu đâu đúng không? Chín rồi này. Vậy là mình có thêm thức ăn rồi. Mình coi coi. Cái này mình lấy thêm cái gì ta, cái củ dền nữa các bạn. Rồi mình sẽ trồng xuống. Rồi bây giờ thì đi bắt mấy con động vật về thôi. Mình sẽ cắt bớt mấy cái hạt này đi. Cắt vô. Rồi bây giờ đi thôi. Tại hôm bữa mình có gặp mấy con cừu bên kia các bạn. Giờ mình để chế tạo một ít cái hàng rào trước đi. Tại vì lúc mình bắt nó về xong cái mình làm cái chuồng cho nó luôn ha. Mình sẽ dùng một ít tường đá này. Rồi grab đi. Tường đá này. Mới có 37 cái thôi, mình sợ không đủ ấy các bạn. Làm nhiều tí đi. Mình không dùng mình gỗ đâu, mình dùng đá luôn các bạn. Như đây đủ rồi. Rồi bây giờ thì đi qua đây bắt cừu thôi. Hiện tại mình chỉ mới thấy cừu thôi các bạn. Bò thì hình như là hướng bên kia thì phải. Lúa đâu? Vậy mình có được 4 lúa. Sắp tới chắc mình sẽ rảnh thì vô đây rồi cày lúa lên đó các bạn. Để cho có nhiều lúa ấy. Sẵn tiện mình có nguồn lương thực luôn ấy. Tại vì bây giờ mình chưa có nguồn lương thực ổn định nữa. Cừu đâu ta? Con dơi bay ra ngoài luôn nè các bạn à. Bữa hổm mình thấy nó đây mà. Đây một em này. Có một em à. Ở kia, đằng kia nữa kìa. Có gà luôn. Vậy lần này mình sẽ bắt hai loại động vật kia luôn đó các bạn. Có gà thì mình cũng có thể làm cái gì ta, máy farm thịt gà ấy. Gà thì không cần nhiều đó các bạn, gà một con cũng được, tại vì gà nó đẻ trứng ấy. Sau đó mình sẽ nhặt cái trứng của nó rồi ném ra ấy. Đó, nó đẻ kìa. Được một cái trứng rồi. Rồi giờ thì mình dắt nó về thôi. Ok, cảm ơn. Mình dắt nó về tới đây rồi. Tạm thời mình sẽ làm cho nó một cái chuồng ở đây nha. Gà thì cho đi ra đi. Mình sẽ làm cái chuồng cho cừu trước đây.
làm cặp cặp mé cái hồ mini này nè. Đó, rồi mình sẽ làm tầm 7 hoặc 9 ô thôi các bạn. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ô đi. Đó, rồi qua đây này, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ô, không sao đâu, kệ. Đấy, tạm thời vậy đi. Ui, đi vô đi vô vô. Nó không cho nó đi ra các bạn. Đó, rồi nó lại. Vậy, tạm thời mình có được một cái trường cừu rồi. Đó, giờ cho nó ăn luôn. Vậy, lần đầu tiên mình cho mấy con mớp ăn nè các bạn à. Đó, được thành tổ đấy. Con vẹt và con dơi. Đó. Ui, no. Quên. Con cừu con có thể đi ra các bạn. Quên nữa. Phải lắp lại luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm con bò nha. À, tại vì mình cần bò để làm cái bàn phù phép đó các bạn à. Đó, hôm bữa mình có gặp một con bò ở đây này, hai con chứ. Đó, đâu hướng bên đây thôi. Để xem nào. Ở đó không phải. Ở đây. Một em này. Còn em đâu? Nữa đâu ta? Hả? Một em ở đây, vậy còn em kia. Để mình lên đây tìm cái đá các bạn, biết đâu nó chạm lên đây ấy. Mình nghe tiếng bé heo kìa. Ủa sao hôm bữa mình đi mà không gặp ta? Ồ, đây có một bé heo này. Một bé heo, một bé bò. Mà không có bé thứ hai nha. Ở đây thì có gà này. Ồ, đằng kia có heo nữa kìa các bạn. Để mình... Ui! Mà không, cái hạt bí ngô mình có rồi. Ồ, đây, có bé bò mới này. Ồ, có sắt luôn, wow. Đó, giờ mình sẽ dắt bé bò này về trước nha. Đó, người là dắt bé heo về luôn. Tại vì bây giờ mình có một cú dền này. Không biết bé heo có ăn cú dền không nữa. Bây giờ mình sẽ qua bển test thử luôn. Mình sẽ dắt bé heo trước. Đó, bé heo vẫn ăn cú dền cơ mà. Wow, cái hang này có thể bự này, sắp tới mình sẽ vô khám phá thử các bạn. Rồi bây giờ thì dắt bé heo với bé bò về thôi. Ok, cảm ơn, mình đã dắt mấy bé heo cũng như là bé bò về rồi này. Nhưng mà trời cũng tối thui rồi. Chắc giờ mình chỉ làm tạm thời để cho mấy em ở đây đi. Giờ mình vô ngủ cái đã, để không thôi Creeper nó spawn ngay. Đấy, rồi mình bị nó nổ thì chết nữa, mất công. Ok, giờ mình sẽ ngủ rồi quay ra xây cho mấy em cái chuồng nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cùng các bạn làm cho mấy em thêm hai cái chuồng nữa. Đấy, một chuồng cho bò và một chuồng cho cừu. À không, cho heo chứ. Đấy, ở đây một chuồng cho mấy bé bò này. Chuồng cho mấy bé bò thì chắc sẽ bự hơn nha các bạn, để cho kiểu như mình nhân giống được nhiều hơn ấy. Đó. Rồi, ở đây thì mấy con mớp mình nghĩ nó sẽ không chui vô được đâu. Đấy, bé này tự vô luôn này. Đó, rồi cầm lên. Đây. Đó. Rồi. Mình sẽ đặt vô này. Rồi, vậy là xong đấy. Giờ mình sẽ đặt vô cái cổng nha các bạn. Nhưng mà mình quên đem theo cái cúp rồi. Rồi mình sẽ đi vô nhà lấy cái cúp nha. Mấy cái bí ngô cũng như là dưa hấu nó chín hết nè các bạn. Đấy, giờ mình sẽ đập ra đi. Sau này còn nhân giống lên được ấy. Tại vì mấy cái này mình có thể đổi ra hạt giống này. Rồi tạm thời cắt vô đây đi. Nhưng mà dưa hấu chắc mình ăn trước nha bạn. Bí ngô thì khi nào nó nhiều lên đấy, mình sẽ làm cái bánh bí cũng được ấy. Rồi giờ quăng bệnh làm tiếp thôi. Có mấy bạn chỉ là để cái kiện rơm ở dưới cái lửa trại nó sẽ khói cao hơn các bạn, nhưng mà mình chưa biết có phải không nữa. Khi nào mình có đủ lúa mình sẽ grab thử nha. Rồi bây giờ thì đặt một cái cổng ở ở đâu ta, ở đâu ở chính giữa nha. Ok, đi đặt cái cổng ở đây đi. Vậy và ở đây nữa này, làm hai cổng kế bên luôn đó các bạn. Rồi vậy là ổn rồi. Mà quên nữa, mình phải bắt mấy bé heo vô luôn. Bé heo chắc để ở phía sau nha. Gà thì chắc từ từ mình nhặt được mấy cái trứng các bạn, rồi mình nhân giống lên sau cũng được. Đấy, tạm thời thì làm cho heo với bò cừu thôi. Ở đây và đây. Rồi xong rồi. Đấy, mình sẽ cắm đuốc lên này. Mình có đúng ba cái đuốc luôn. Đấy, mỗi chỗ một cây này. Ở đây này, ở bên đây nữa các bạn.
ở đây này. Đó, ở phía trước thôi, nói gì là đủ rồi. Rồi, ok. Ồ, có cục đất này mình sẽ đập ra đó. Để gì thì hơi kỳ các bạn. Đó, rồi đặt vô. Búp. Vậy là phải lấy thêm đất rồi. Lấy đây hai cục nữa đi. Đó. Ok. Đặt vô. Ui da da. Ồ, khi nào mình có len chắc mình sẽ làm cái tấm thảm nó sẽ an toàn các bạn. Để gì thì mấy nhiều khi mình mở cửa mấy cù nó chạy ra. Rồi ok, bây giờ vô cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo luôn nha. Rồi ok, cảm ơn. Giờ mình sẽ vô lấy ít cái mầm rồi trồng lại nha. Đấy. Một tí nữa mình sẽ cùng các bạn đi khám phá xíu nha. Tại vì mình muốn tìm cái dân làng để thử cái hiệu ứng này này. Điểm xấu này các bạn bảo là nó sẽ gây lên cái ngôi làng mà mình đi vào ấy. Mình chưa biết cái hiệu ứng này như thế nào nhưng mà mà trước tiên mình sẽ trồng lại cây cái đã. Mình cần 13 cái hạt giống này. Đó. Và mình sẽ cắt ít đồ đi. Mình sẽ cắt cát này, cắt trứng vào này. Đấy, gỗ thì đem vô đây chắc là đủ rồi đó các bạn. Rồi, tường đá để nhà này. Đấy, vô đây đi. Rồi, bây giờ thì let's go thôi. Hình như mình thiếu thức ăn đó các bạn. Nhưng mà không sao đâu, đấy, đi dọc đường mình gặp con vật nào thì mình xúc thôi. Đấy, mà khoan đã, mình đem theo cái lò nung các bạn. Tại vì mình gặp thức ăn thì mình phải nấu lên đúng không? Mà nấu thì cần cái lò nung này để nấu cho nhanh ấy. Rồi. Rồi thì chồng rồi bắt đầu đi về hướng này này. Tại mình có đi qua bên kia và thấy cái sa mạc các bạn. À, thử đi về hướng đó coi có làng không nha. Rồi ok cảm ơn. Mình đã đi tới cái khu sa mạc rồi này. Đó. Mình không biết trên cái sa mạc này có dân làng không nữa. Nhưng mà trước tiên mình sẽ lấy một ít thịt cái đã. Đấy, tại vì bây giờ mình hết thức ăn rồi. Mình sẽ lấy thịt để có nguồn thức ăn rồi đi phiêu lưu nha. Đấy, có trứng gà nữa này. Gà thì mình chắc mình không giết đâu. Chỉ giết cừu thôi. Đó, nhặt mấy cái trứng gà để về nhân giống nữa. Ồ đây có bò luôn này. Wow, chắc mình sẽ lấy thêm ít thịt bò nha. Hôm nay thì mình không giết gà với mấy bé heo nha các bạn. Wow, có, ở đó có cái mầm cây kìa. Chắc mình sẽ quay lên đẳng rồi. Sao ta? Lấy một ít cái mầm cây về nha các bạn. Mình được như ta. Được hai cái gia thuộc rồi. Yay. Đó, sẵn tiện farm thức ăn luôn. Yay. Kìa, làng kìa. Mình nói mà. Kiểu như mình thấy gần sa mạc các bạn thì nó dễ ra làng hơn rất là nhiều luôn. Đấy. Rồi. Ô, nhưng mà cái làng. À không, có mấy nhà khác. Nó lót chưa kịp á các bạn. Cái làng này cũng khá là to này. Cái gì kìa? Cuộc xâm lược. Ok, mình hiểu rồi. Kiểu như là xâm lược á. Ủa xâm lược là sao nhờ? Cuộc xâm lược là sao? À, thì là mấy cái con hôm kia nó lại xâm lược hay sao các bạn? Ủa có gô nó kìa. Yay. Rồi, mấy con nào xâm lược đâu? Mình có thấy gì đâu. Ok. Đông nha các bạn, ba con lần ấy. Đằng kia con đầu đàn ấy kìa. Lại đây cô. Ủa đông lắm các ơi. Chạy lại đây kêu anh Golem tiếp. Nó. Yay. Ui. Anh Golem ơi, cứu anh ơi. No. Đó, con Golem lại tiếp các bạn. Vậy mình sẽ quấn tiếp anh Golem ấy. Đó, anh Golem kẹo chết ghê bên kia rồi kìa. Rồi. Vậy. Để mình xem nào. Ồ, anh này vẫn còn sống. Lại đây. Số sinh vật còn lại còn 2. À, vậy là nó theo quay các bạn à. Đấy, kiểu như theo đợt ấy. Ui, con này cầm ghiều. Ui, chạy. Nó quấn đau lắm các bạn ơi. No. Anh ơi, cứu. Ồ. Ôi, mình cho anh Golem đánh tiếp các bạn ơi, chứ mình đánh không lợi rồi. Ok, giờ mình ăn vô ra. Giờ ăn táo vô đi. Đấy. Ui, anh kia sống vô đi trời, đi vô anh ơi. Ủa, mấy con kia đâu rồi? Ủa, mình nghe tiếng con gì á? Nó thổi cái gì á các bạn? Anh kia vô đi. Ui, ghê quá, mình sẽ kiếm cái gì mình ăn trước đã. Có dưa hấu này. Ok, mình đem lại ít dưa hấu rồi đã. Ủa, cái này cái gì nữa đây? Ok đi. Tạm thời gì? Rồi, nó giết anh dân làng kia luôn rồi.
Anh Golem ăn trâu quá các bạn ơi. Gất Emerald này. Wow, anh nhân làng kia sợ quá, chạy tiếc người kia luôn kìa. Anh bỏ làng luôn các bạn, anh sợ quá. Anh bỏ ra tức tức người kia, anh trốn rồi. Kìa kìa kìa, đó, nó thổi nữa kìa. À, mỗi lần nó tới cái nó báo kèn các bạn à. Ok, giờ mình sẽ thử quýnh mấy con đầu đàn chứ coi. Con này cầm ghiều ghiều quá. Con này cầm cầm nó cầm. À, cứ như nó muốn tấn công cái làng chứ các bạn, nó không bắn mình này. Ok, vậy mình quýnh nó trước, chắc nó không quýnh mình đâu các bạn. Ui. Anh Golem kiểu kiểu một cái là chết liền. Vậy có con cầm ghiều quýnh là đau nhất các bạn. Nó chém một cái mình lâu hồi ghiều lắm, hồi cái khiên lắm. Nó quýnh gần chết rồi. Kiều kiều anh ơi. Vậy anh cứu mạng mình mấy lần luôn. Rồi. Lâu hết nha. Lâu lắm mới hết cái này các bạn ơi. Để mình xem nào. Nó mất cái hiệu ứng rồi, nhưng mà kiểu như nó còn cái cuộc xâm lược này hoài này. Không biết khi nào mới hết nữa. Kìa, lại nữa kìa. Lần này có một phù thủy nữa. Nó mời pháp sư luôn à. Nó quýnh không lại cái nó mời pháp sư luôn á các bạn. Để mình tìm nguồn thức ăn mới cái đã. Cái này không đủ rồi. Ok, giờ mình sẽ nấu đi. Nấu thịt lên. Đấy. Nó cầm cung enchant luôn. Bắn mặt 3 tia luôn chứ. Đó. Nó cầm cái ấy enchant luôn các bạn ơi. Rồi. Anh Golem ngõm rồi. Xong mình rồi. Chạy. Có con này là mạnh nhất đó các bạn. Chạy. Dạ, khó rồi. Mình không biết mình bảo vệ nổi cái làng này không nữa. Gì? Còn con này thôi. Chết đi. Đó, rồi. Ok rồi. Cái này hơi khó đánh cơ mơ, tại vì đồ mình cùi quá à. Nó quýnh đau lắm các bạn. Giờ còn con phù thủy này. Không biết sao mình có thể đánh được con phù thủy này nữa. Để coi nó lấy cái gì ra ta. Quýnh nó cái chạy các bạn. Nó chọi thuốc mình kìa. Nó chọi thuốc chạy chậm. Rồi mình hư rồi. Lấy cây cuốc quýnh. Mình hư cây kiếm rồi. Ghiêu. Vậy. Rồi, ok rồi. Nãy giờ mình quýnh được 4 con ấy luôn rồi đó. Mình hết cái ấy nè. Vậy là cái màn cuối là mình đánh với con phù thủy các bạn. Đúng không ta? Đấy, chứ mình đánh với con phù thủy là xong rồi này. Hết tiêu uống rồi. Yay. Có cái chuông này. Ủa cái thanh ở trên là gì? Ủa bị trừ là sao ta? Mình sẽ... kiểu như mình được đổi ít đồ hơn nè các bạn. Cái chuông đánh được nè các bạn ơi. Cái chuông này. Hay nhờ. Để mình coi xung quanh làng này coi còn gì không nữa nha. Mà nãy mình thấy con mèo á các bạn. Kìa nó kìa. Ok, để mình tí mình tìm cách rồi mình câu cá rồi mình thuần phục con mèo luôn các bạn. Wow. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì các bạn? Ok, không biết đâu. Mình đem về trước đi. Cái này là để mình đọc coi. Bục để sách. Cái này là để cuốn sách lên đúng không? Wow, mình lấy ít sách về mình làm bàn phù phép nha. Đấy, mình cứu làng rồi mà, cho nên mình lấy cũng hợp lý các bạn. Đây có bàn chế tạo này. Cái chỗ này còn nuôi heo nữa cơ. Làng bây giờ hiện đại lắm các bạn ơi. Emerald này thiệt. Ok, xin mấy anh ít thịt nha. Tại nãy giờ quýnh mà cứ như hết thức ăn đó các bạn. Đấy. Rồi giờ mình chắc mình ở dưới làng ấy, tới tối rồi mình câu cá luôn các bạn ơi, để mình kiếm thêm cái gì ta, tới tối rồi mình đánh nhện chứ, đánh nhện rồi mới có cái chỉ rồi làm cái cần câu câu cá được các bạn. Mà cái này là cái gì ta? Thùng ủ phân để làm phân à mà đúng rồi, vậy là làm cái gì ta, bột xương các bạn đúng không, thì phân trong Minecraft là bột xương mà. Lấy lò này luôn. Cái khối này đẹp lắm này, sành gớm á. Các bạn nào biết cách chế tạo cái gớm này không nhờ?
Ồ, mình thấy nó rất là đẹp luôn các bạn. Ồ, chi tiết rồi này. Ồ, cái này mà kiểu như sao ta, bố mô chắc ghép lại đẹp lắm ấy. Rồi giờ để mình xem nào, chắc mình không ngủ đâu, để mình ban đêm ấy mình farm thêm ít nhện đây rồi mình làm cần câu rồi câu cá để bắt mèo cho các bạn xem nhá. Yeah. Mà cái làng bây giờ mình thấy nó hơi ít với mấy anh villager các bạn. Ô, ở đây sao nước kỳ nhờ. Nước bị gì này, mình múc nước đây coi, nước bị gì á các bạn. À, hiểu rồi, kiểu như nó bị hư các bạn. Ồ, ở đây coi có gì nào. Ồ, có rương này. Wow, lấy đồ. Yeah. Cái làng này rộng phết đấy. Ồ, cái này là cái nhà của ông dân làng, có kiện rơm nữa này. Wow, còn cái nhà này chứa gì đây? Lâu lâu có mấy cái nhà mà kiểu như có mấy cục đất sét các bạn. Ồ, cái làng nhà này không có gì hết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cầu ráp một cái kiếm nha. Cái kiếm đá của mình nó hư rồi. Rồi, ở đây có bàn chế tạo này. Rồi, cầu ráp một cái kiếm đá nào. Kiếm đá đúng không? Vậy mình khỏi cần lấy cái mầm nữa các bạn, mình được hai cái mầm này. Vậy tất cả cũng có cái ruộng bình thường như lúc trước này, nhưng mà kiểu như nó nhỏ hơn các bạn ơi. Đấy, nó chỉ lưu thưa thôi. Rồi, lấy về. Lấy về để mình nhân giống mấy con cù với bò mình lên ấy. Anh này anh gì đây? Anh nhân làng lọt vô cái thùng mũ phân rồi. Ô, mà cái hạt này hạt gì đây? Cái này để mình xem, cái này là nó không có để block các bạn à. Mình không biết cái đó là cái gì luôn ấy. Anh lọt vô thùng mũ phân rồi này. Ok, chắc bây giờ mình tìm một ít con nhện rồi mình đánh nó nha. Ok, cảm ơn. Nãy giờ mình đi xung qua đây nhưng mà mình không thấy cái con sông nào hết đây. Đấy, cho nên bây giờ mình phải quay lại cái làng các bạn. Mình thấy cái chuông này mà không biết cái chuông chế tạo được không ta. Hình như chế tạo được các bạn. Hôm bữa mình có bật cái bàn chế tạo lên đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái lò này về luôn. Đồ free mà. Đấy, đem về. Ơ, bị gớt rồi. Ồ, mình full slot nữa chứ. Sẽ vứt cái bông đi. Đấy. Rồi. Bây giờ mình coi dưa hấu mình có rồi này. Bí ngô cũng có luôn. Ở đây coi còn gì không. Để coi anh dân làng này đổi cái gì ra. Anh này là anh thủ thư. Độ mềm mại. Wow, anh này đổi độ mềm mại này. Còn anh này là anh gì đây? Anh này là nông dân. Mà mình phải lấy cái lò mình lại nè. Xem ném quên cái lò các bạn. Rồi, khi nào mình có cá thì mình quay lại mình thuần phục con mèo cũng được. Đó. Nhưng mà ở trước có cái tụi ấy nữa kìa. Tụi mà cầm cái cung dưới cây rượu các bạn. Đó. Nó cứ lâm lâm lợi cái làng mình nhờ. Thấy cái tên đó nó là tên cầm đầu sao các bạn. Dạ. Đó. Quýnh này. Wow, bây giờ mình có thể farm emerald bằng. No. Quýnh này. Vậy là đánh mấy cái con mà có cái cờ trên đầu là nó sẽ dính cái hiệu ứng này nữa, đúng không các bạn? Yeah, ok, hiểu rồi. Vậy là hôm bữa mình có đánh một con trước khi đi về nhà ấy. Thì ra là cái con này. Thảo nào, ok, sắp tới mình sẽ tìm một ngôi làng khác. Đấy, hy vọng mình sẽ có đủ kim cương ấy, chế tạo nguyên bộ giáp kim cương mình mới quánh lại nguyên binh đoàn cướp làng đó mới được các bạn. Chứ đồ sắt ấy, mấy ảnh cầm cây rìu chém một cái rồi thôi, mình mất hết 2 hay 3 team gì luôn ấy. Thì thành ra phải có một bộ giáp kim cương này với một cái khiên nữa. Đó, ok, bây giờ mình sẽ trở về nhà thôi. Mình sẽ cắt mấy hạt giống đi. Đấy, rồi lấy giấy ra này. Mình sẽ làm một cái bản đồ đúng không, bản đồ thì cần giấy. Đó, rồi sao ta. Không phải gì à. Để mình xem công thức bản đồ coi. Bản đồ đúng không. Hay là phải làm cái bàn vẽ bản đồ ta. Ok, để mình test thử cái bàn này nhá. Sẽ đặt vô đây đi. Đó, rồi mình đặt giấy vô. Ủa sao tạo được bản đồ các bạn. Ủa sao tạo được bản đồ ta. Mình không biết tạo cái bản đồ ra sao các bạn à. Hay là đặt giấy gì. Giấy gì.
Ok, giờ mình sẽ ngủ cái đã. Đấy. Ủa, công thức tạo bản đồ là gì nhỉ? Lâu quá mình không grab cái bản đồ các bạn. Giờ mình quên cái công thức tạo cái bản đồ luôn rồi. Ủa, mình nhớ tạo gì đúng mà ta. Grab bản đồ đúng không? Giờ mình sẽ thử cái này nó không có hướng dẫn sử dụng các bạn. Để giấy vô này. Ở giấy không được mà giấy ở dưới thì được. Ok, bạn nào mà biết cách chế tạo cái bản đồ ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Phiên bản mới này cái bản đồ nó còn thay đổi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ cái đã. Đồ hơi bừa bộn các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ grab một cái kiện rơm nha các bạn. Kiện rơm mình có một cái này. Ok, tạm thời lấy cái này luôn đi. Đấy, rồi mình sẽ đặt ở phía dưới cái chỗ này nè. Để coi nó có kiểu như khói cao hơn không nha các bạn. Rồi, đầu ra. Đó, rồi đặt kiện rơm phía dưới. Không biết đặt gì có đúng không nữa. Đặt xuống. Ui da. Để mình xem nào. Mình thấy nó cũng vậy mà các bạn. Không, nó cao hơn kìa, nó cao hơn kìa các bạn. Wow. hay nha. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Lộc. Đừng quên comment cách để chế tạo cái bản đồ ở phần mô tả nha các bạn. Để tập sau Lộc cùng các bạn chế tạo cái bản đồ nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.